thì mình đang ở đại hội winner được tổ chức ở sâm cộng bách khoa. Chưa được rồi ạ. Đây. Và chúng ta chỉ có một lần. Vâng, nên chúng ta chỉ có một lần thôi. Chúng ta phải đọc thật mạnh hàng dụng hết thôi. Đây là một lần này nhá. Chỗ xe rất đẹp, với là một lần đoàn quan các bạn nhá. Một chiều ngày hôm nay. Xe đầu tiên này. À vâng, hãy di chuyển qua khu vực 180 độ cùng nhau chúng sẽ tham gia chương trình. Và vâng, chúng ta chỉ có một lần đấy ạ. Ở đây chúng ta. Vâng, chúng ta cần cầm chiều này ra khu vực cầu vồng Winner và tham gia cuộc thi bởi chúng ta có thêm một dấu tích mới để chúng ta quan niệm là người mẫu rất là tinh luôn. Rồi rất xinh chào ạ, các bạn ạ, mình thấy là chúng ta sẽ nhận được tấm tôn. Các chúng ta hãy kết hợp với tham gia trò chơi này như Winner của chúng ta sẽ được chào ngày hôm nay. Vâng, còn này như Lisa, mình không biết nhiều về xe này lắm nhưng mà nhìn nó rất là phê. Nhìn hai cạnh bên ngoài luôn. Nhìn có bánh sau to quá. Đây là xe zin các bạn nhé. Wow. Nhìn cái bánh cặp đường kiểu mấy xe phân khối lớn vậy. Không thể tin được. Đấy, vừa rồi các bạn thấy đấy, xe rất là phê luôn. Mình nhìn là mình cũng muốn lấy một con rồi nhưng mà không có tiền, mà tích đủ tiền mình sẽ mua con đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi tham quan các khu khác nhé. Hiện tại là đang tổ chức vào ngay chiều nay, ngày thứ bảy, ngày 22/12/2018. Các khu xung quanh kia là các khu trò chơi. Rất là vui luôn. Rồi rất là nhanh chóng. Xin chào các bạn nhé. Năm tay và chỉ sau năm.